nhìn thì có vẻ nó nhiều nút loằng ngoằng vậy thôi, nhưng mà chung mọi người thì mọi người hiểu cho mình là cứ mỗi channel như thế này thì nó sẽ đi một thẳng một đường như thế này. Và một channel nó có tính năng đó chính là low và mid và high, tức là bass, trung và tép đây thôi. Đó, và compressor. Và đây là cái effect, tức là echo và reverb đó. Chúng ta muốn channel nào. Ok, chào tất cả mọi người, thì chào mừng mọi người chúng ta đã quay trở lại với channel. Thì trước mặt mọi người đây là một cái combo L1 Pro 32, và kèm theo đó cái bên đây là hai chiếc sub của B2 phối ghép cho trụ L1 32 này. Cái combo này thì mình đang vừa khui thùng ra để setup và gửi ra Hà Nội cho khách hàng. Thì luôn tiện clip này thì mình cũng là quay để giới thiệu sơ qua và cũng như là hướng dẫn để cho vừa là cho mọi người chúng ta, và chủ yếu là cũng để cho khách hàng xem vào đây để mà biết được cách cắm dây rồi cách sử dụng như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ không để mọi người chúng ta chờ lâu nữa, thì mình sẽ bắt đầu tiến hành hướng dẫn mọi người sử dụng luôn ha. Thì bộ này thì mình sử dụng vì căn phòng khách đâu đó cũng tầm mấy trăm mét vuông mọi người, cho nên là mixer đây cũng để cách loa cũng khá là xa, cho nên là mình có sử dụng cho khách mình có soạn sẵn cho khách đó là một cặp dây đâu đó khoảng tầm 12 mét một sợi ấy, mọi người. Và đây là cái dây của Micro. Thì combo này thì khách phối ghép đó là hai trụ Pro 32 này, nhưng mà tại hiện tại đang tại vì hết hàng, cho nên là trước tiên thì mình sẽ gửi ra cho khách một trụ này và kèm theo đó là hai chiếc sub B2 và một chiếc micro của Sennheiser 865S đây mọi người ha. Mình khui sẵn ở đây rồi. Ngoài ra nữa thì mình có phối ghép cho khách là một cặp mic 6 mic 599 là cặp mic không dây, và phối ghép cho khách đó là một chiếc mixer Sagrab Nano M12BT mọi người. Thì mixer này thì sẽ có Bluetooth, tiện dụng cho khách muốn sử dụng di động thì có thể là sử dụng điện thoại hoặc iPad để kết nối để lấy nguồn nhạc luôn, trực tiếp luôn, hoặc có thể lấy nguồn nhạc ở trên loa cũng được. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn để cho khách cắm kết nối dây và cũng như cách sử dụng thông qua clip này luôn mọi người ha. Thì đây là hai sợi dây để kết nối từ mixer ra trụ bô L1 32 này. Thì hiện tại bây giờ là chỉ mới có hàng có một trụ thôi, cho nên là mình sẽ sử dụng một dây, và sau thì sắp tới hàng về tiếp thì mình sẽ gửi ra cho khách thêm một trụ nữa. Và bây giờ mình sẽ dùng một dây tín hiệu này ha. Mình có ghi rõ ràng đây luôn là dây kết nối từ mixer ra loa, để cho khách nhìn vào đây thì khách có thể là thấy được. Thì tại vì bây giờ một loa thì mình sẽ cắm trên mixer này mà nó sẽ có hai đường main out ra left right, thì bây giờ thì mình sẽ mua một loa thì mình sẽ cắm một dây thôi ha. Còn mai mốt có thêm một trụ nữa, về một trụ nữa thì anh chỉ cần là cắm lộ cái bên lên nữa, ra trụ thứ hai nữa là xong. Rồi tiếp tục in vào loa thì nó sẽ có ba đường in, thì mình sử dụng căn đông cho nó chắc chắn, cho nên là sẽ sử dụng một và hai. Thì mình cắm vào channel nào thì mình sử dụng can thiệp channel đó, ví dụ như cắm channel số 1 đi. Ok, thì đầu tiên mình sẽ quan trọng tới cái vấn đề các cái chế độ này. Thì mình sẽ để mình link tín hiệu từ mixer ra đây, cho nên mình sẽ để off. Đó, rồi và đây là cái nút mute để tắt mở. Bật bóng lên là nó mute và tắt đi là mở mute. Còn cái âm lượng, cái này vấn đề mình đi bằng đường căn đông, cho nên chúng ta chú ý cái âm lượng đầu vào ha. Để cho em khoảng tầm khoảng tầm 9 giờ gì đó đi, 1 2 3 4 nấc đi. Đó. Và phần chép để 12 giờ và phần bass cũng để 12 giờ. Và reverb thì có thể là tắt đi ha. Đó. Cái vấn đề kết nối là chỉ là như vậy thôi. Rồi tiếp đến thì sẽ sử dụng một cái dây chuyên dụng của Bô. Thì dây này là vừa kết nối đường truyền tín hiệu và cũng như là nguồn điện luôn. Khi mua một cái trụ loa như thế này thì trong một trụ loa nó sẽ nhà hàng sẽ cho một cái dây như thế này. Rồi nguồn điện chính thì chúng ta cũng sử dụng dây thông thường như thế này thôi. Đó, để cắm vào cái trụ loa này. Tiếp đến thì sẽ găm
tín hiệu và nguồn điện qua loa súp. Rồi còn một đầu này thì chúng ta sẽ cắm vào ngõ súp mát đây. Ok, cắm vào ngõ in của phần súp. Và khi mà chúng ta muốn dùng một trụ mà sử dụng hai súp thì chúng ta sẽ phải mua thêm một cọng như thế này nữa. Một cọng này đâu đó khoảng tầm 3 triệu gì đó để chúng ta link từ súp này lên súp bên trên. Nhưng bởi vì hiện tại thì dây này cũng không có. Nói chung là những cái dây như thế này là phải đặt trước thì mới có. Cho nên là và cái nhu cầu của khách đây là chỉ sử dụng cho một trụ và một súp. Cho nên là khi khách mua thêm một trụ nữa thì sẽ có một dây rồi. Và hiện tại thì mình sẽ gửi ra cho khách là hai súp trước. Thì hiện tại thì khách sẽ sử dụng tạm bằng cách là sử dụng dây nguồn thông thường này. Đó. Chúng ta lấy nguồn như thế này và sẽ kết nối bằng một dây tín hiệu riêng. Đó, như nếu như chúng ta có cổng nguồn như thế này thì chúng ta sẽ không cần cái dây tín hiệu này nữa. Và chúng ta sẽ link từ súp dưới lên súp trên là được thôi. Nhưng bởi vì là dây không có cho nên là mình sẽ sử dụng tạm bằng dây tín hiệu thông thường này để vào link từ súp này lên súp này và lấy nguồn bằng nguồn thông thường như thế này. Đó, mình sẽ cắm vào bất cứ ngõ nào ao của súp bên dưới và sau đó sẽ link lên ngõ in của súp bên trên. Đó. Rồi bật nguồn lên thôi. Cái này nguồn này và tiếp tục lấy nguồn này. Đầu tiên thì mình sẽ can thiệp cái mic ở cái súp bên dưới, tức là cái súp mà mình lấy bằng ngõ tín hiệu của jack này. Đó. Thì ở cái chế độ này á, ở cái phần súp này thì mình đầu tiên vì chúng ta quan trọng vấn đề volume. Volume thì chúng ta muốn mở lớn nhỏ bao nhiêu thì tùy ý nghe của mọi người thích súp lớn thì mọi người chúng ta tăng lên thôi. Tại vì súp mình đang để nằm cho nên là mình sẽ để thẳng 12 giờ là theo cái hướng ngang này là cái hướng 12 giờ mọi người. Đó. Còn tiếp đến là cái phần pha của súp thì nếu súp này nó có chế độ là cardioid nữa cho nên là nếu như khi là chúng ta sử dụng cardioid thì chúng ta mới bấm xuống là cái chế độ cardioid. Đó. Nhấn một lát. Đó, nhấn một lát thì nó sẽ xuống cái chế độ cardioid. Cardioid tức là khi nào chúng ta đặt một súp quay mặt vào phía trước và một súp quay mặt về phía sau thì chúng ta mới sử dụng cardioid. Và cái súp quay về phía sau thì chúng ta sẽ bấm cardioid. Còn cái súp mà quay mặt về phía trước thì chúng ta để chế độ dương bình thường đi mọi người nhé. Đó, chúng ta để dương bình thường. Đó. Thì bây giờ tại vì hai súp mình đang quay về phía trước luôn cho nên mình để chế độ pha dương bình thường mọi người ha. Rồi. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ link từ súp bên dưới này lên súp bên trên bằng cái dây tín hiệu thông thường này. Đó. Thì tương xứng cái volume cũng vậy. Volume thì chúng ta để ở dưới này chúng ta để 12 giờ thì trên này chúng ta để 12 giờ hoặc ở trên này chúng ta để 11 giờ thì dưới này chúng ta cũng để 11 giờ. Đó, tùy mức độ chúng ta muốn nghe bao nhiêu. Đó. Và lên phần trên này thì chúng ta sẽ can thiệp vào cái chế độ này. Low pass filter là chúng ta cắt cái tần tần số cao để cho cái tiếng súp nó để cho cái tiếng mic nó ít vô súp. Nhưng mà bởi vì sử dụng dòng L1 Pro 32 nên cái tần số đáp ứng tần số thấp của nó đâu đó khoảng tầm 100 Hz gì đó thôi. Cho nên là mình sẽ cho cái tiếng mic nó được đưa vào súp để cho cái âm thanh cảm giác nó dày, cho cái tiếng mic chúng ta nó dày. Cho nên mình sẽ đưa về cái chế độ là L1 thôi chứ mình không cắt low pass filter. Đó. Tương tự thế này cũng vậy, khi nào out ra, chúng ta out thì chúng ta muốn sử dụng full hay là cắt hai bass filter thì chúng ta tùy theo cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Còn mình thì mình sẽ để là full luôn chứ mình không cần cắt. Mình muốn cho cái tiếng mic nó đi vào súp nhiều một chút để cho cái âm mic nó mềm mượt với lại nó dày. Cho nên là mình không có cắt. Rồi cái tương tự cái nút này nó cũng như súp dưới thôi. Đó. Khi nào mà chúng ta quay mà súp ra ngoài thì chúng ta bấm về cardioid. Còn nếu như chúng ta hai loa chúng ta quay về phía trước luôn thì chúng ta để chế độ là trên dương và dưới cũng dương luôn mọi người ha. Đây là nguồn. Hai cái line này, line 1 và line 2 nó như nhau. Chúng ta muốn cắm line nào cũng được hết. Hai nó hoạt động tính chất giống nhau. Rồi tiếp đến thì mình sẽ hướng dẫn mọi người là cách sử dụng cái mixer này luôn. Và cũng như là hướng dẫn để cho khách sử dụng cái mixer này. Thì mixer này nó sẽ có là Bluetooth luôn. Thì nếu như chúng ta muốn sử dụng Bluetooth hoặc thì chúng ta bật cái nguồn của phần Bluetooth lên, nó màn hình nó sẽ sáng lên như vậy. Đó, nó có một phone đây. Rồi bây giờ thì chỉ cần chúng ta kết nối Bluetooth thôi.
Đây nó sẽ hiển thị là Sagraph Nano M. Mình bấm vào luôn, ghép đôi luôn. Rồi ok, đã kết nối. Rồi, đã kết nối rồi, nhưng mà trường hợp mà chúng ta mở thì mà nó chưa có tiếng thì chúng ta sẽ nhìn vào cái nút này. Đây. Này nó có hai chế độ, một chế độ live và một chế độ USB play. Chế độ live là chế độ trường hợp chúng ta muốn lấy tín hiệu bằng ngõ 3.5 ra AV gì đó, chúng ta cắm bằng live trực tiếp như thế này thì chúng ta phải bấm cái nút này xuống. Chúng ta sẽ nhạc cái nút này lên. Còn khi mà chúng ta muốn lấy nguồn tín hiệu âm thanh từ Bluetooth thì chúng ta sẽ nhấn cái nút này xuống. Rồi chúng ta đi một dọc xuống đây. Đó, chúng ta sẽ thấy được đây là cái fader để cho cái fader lớn nhỏ của nhạc, của tín hiệu nhạc Bluetooth và nguồn nhạc của live. Thì chúng ta sẽ lớn nhỏ bằng cái fader này. Và đây là cái fader master, là cái fader tổng mọi người ha. Cái fader tổng thì thông thường như tính cách mình xài ấy, thì mình sẽ hay để mặc định là số 0 decibel, mình sẽ để cố định như vậy. Và mình muốn lớn nhỏ cái gì thì mình sẽ lớn nhỏ trên từng fader này. Đó. Ví dụ như mình muốn lớn nhỏ phần nhạc đi ha, thì mình sẽ lớn nhỏ riêng channel của nhạc, mình muốn lớn nhỏ bao nhiêu thì tùy theo ý mình. Chúng ta muốn nghe lớn hay nghe nhỏ là tùy theo ý của chúng ta. Thì mình sẽ đẩy từng fader riêng và mình sẽ không can thiệp cái fader tổng này nữa. Rồi, tiếp đến là các cái fader để chúng ta cắm mic. Thì cái này nằm đó đó nó có là 10 fader chính để chúng ta bằng đường Canon để chúng ta cắm mic. Thì micro thì mình sẽ ví dụ như chúng ta cắm micro ngõ số 1 đi thì chúng ta sẽ đẩy fader số 1 lên. Ví dụ chúng ta cắm mic ở số 2, số 3 thì chúng ta sẽ đẩy số 2, số 3 lên. Đó. Nhìn thì có vẻ nó nhiều nút loằng ngoằng vậy thôi, nhưng mà chung mọi người hiểu cho mình là cứ mỗi channel như thế này thì nó sẽ đi một thẳng một đường như thế này. Và một channel nó có tính năng đó chính là low và mid và high, tức là bass, trung và tép ra thôi. Đó, và compressor. Và đây là cái effect, tức là echo và reverb đó. Chúng ta muốn channel nào, chúng ta muốn đưa vào vào channel nào. Ví dụ như chúng ta ở mic số 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 1 đấy chẳng hạn, mình muốn echo nhiều thì mình tăng echo lên. Đó. Là cái nút màu xanh này. Và đây là cái fader dành cho đây là cái fader tổng cho phần effect, tức là echo của mọi người. Đó. Chúng ta cũng sẽ để cố định ở 0 decibel luôn. Đó, để cố định. Và bây giờ chúng ta muốn là echo của mic nhiều hay ít thì chúng ta sẽ can thiệp vào những cái fader lẻ này. Đó. Đó, ví dụ như mic số 1 tôi muốn cho cái echo nó nhiều nhiều chút thì tôi tăng lên. Đó. Muốn lớn mic lọ nhỏ, muốn nhỏ lớn bao nhiêu thì chúng ta có thể là đẩy fader này. Vào nút trên mọi người chú ý cho mình là cái phần gain đầu vào này. Gain đầu vào thì chúng ta có thể là sẽ căn bằng cái bóng đèn này này. Đó. Chúng ta đừng có để cho nó vượt ngưỡng lên dương 10 gì đó. Lâu lâu nó lên tầm dương 4 gì đó là ok rồi, chứ chúng ta đừng có để cho nó vượt ngược lên dương 10. Còn lên tới bóng đỏ là lên líp luôn nè mọi người. Là cái in đầu vào nó sẽ bị vỡ tiếng, cái âm thanh nó sẽ không có sạch đâu. Đó là cái phần căn gain đầu vào. Và cái nút này là cái nút cũng là cái nút cắt phần low. Đó, phần đó. Ví dụ như chúng ta muốn là cho tiếng mic chúng ta bass dày, bass nhiều thì chúng ta bấm lên. Thì chúng ta nhả ra. Còn nếu như chúng ta muốn cắt bớt cái tần số thấp đi thì chúng ta nhấn xuống. Đó. Thì mình thì thông thường mình sẽ cắt đi, chứ mình không cần xem nhiều đâu. Bởi vì cái tiếng ca mình chỉ cần lấy khoảng từ tầm 90 Hz gì đó trở lên là được rồi, chứ mình không cần xài nhiều. Đây là cái phần của mixer. Nói chung là nó cũng chỉ đơn thuần là như vậy thôi. Và bây giờ thì mình sẽ cắm micro vào và kết nối và hát chơi một đoạn để mọi người chúng ta nghe cái combo này được phối ghép như thế này thì âm thanh nó cho ra như thế nào. Mời mọi người chúng ta cùng nghe, với lại cùng luôn tiện thì mình test để cho khách hàng của mình nghe luôn. Thì bây giờ mình test xong, xong xuôi xong thì mình sẽ đóng gói lại, sau đó sẽ gửi ra Hà Nội luôn. Và đây là cái dây để kết nối micro. Thì dây này thì mình soạn cho khách đâu đó là tầm 8 mét á, sẽ dài một chút để cho muốn kéo kéo cho xa một chút có thể ok. Micro mình đang sử dụng cái micro này, mình có nói là sử dụng micro sensor 865. Bộ này thì mình có phối cho anh thêm một cặp micro không dây nữa.
tức là ba cái mic cho mọi người. Quý vị nào có giọng ca hay, giọng ca tốt thì sử dụng những micro sensor này đó, còn nếu không bình thường thì chúng ta sẽ sử dụng micro không dây. Và micro là micro condenser mọi người ha, cho nên là chúng ta phải cần có nguồn 48V. Mình đã bấm 48V lên rồi, cho nó bóng đang báo đỏ như thế này. Và cái nút tắt mở 48V nó nằm ở phía sau cái mixer đây. Đây, đây là cái nút tắt mở phantom. Ok, thì giờ mình sẽ bấm và mình sẽ sử dụng vào channel số 1. Nói chung là mình cũng có thói quen hay cắm ở từ số 1 đến số 2, số 3, số 4, số 5, số 6. Nên là mình cứ cắm đại vào số 1 đi. Cái lộ nào cũng giống nhau. Rồi đầu tiên thì mình sẽ cân gain. Hey, 1, hey, 6, 7, hey. Chung gain thì cái này mọi người để tầm 12 giờ hoặc là để tốt nhất để tầm cỡ 11 giờ gì đó thôi là ok rồi, chứ chúng ta không nên để 12 giờ. Vì cái độ nhạy của micro condenser nó độ nhạy của nó khá là cao. Cho nên là mình để gain tầm khoảng cỡ 11 giờ gì đó thôi. Sau đó thì mình sẽ can thiệp fader này. Hey, sao mới có một xíu nó lên lớn như vậy nữa, mình sẽ giảm tiếp. Mình không cần nhiều đâu. Mình để tầm 9 giờ. Hey, 1 2 6 7. 1 2 1 2 4. Đó, mình bấm mình cái nút low cut này thì mình sẽ bấm, mình sẽ nhả lên thì bass sẽ dài hơn này. 1 1 1. Sau đó mình sẽ tắt đi này. 1 1 1. Đó, tích ca thì cần vậy thôi, nên mình tốt nhất chúng ta lên ấn xuống nhá, được chứ đừng có nhả lên. Đó. Hey, còn đây là bass, nó hơi ù một xíu, mình giảm bớt bass một xíu. 1 2 4 5 6 7. Mic condenser nó bắt mic rất là mạnh luôn. Đây là com. Hey, hey, mình nhận hết rồi. Hey, 4 5 6. Mình đóng lại này. 1 2. Này có biết so á. Hey, 4 4. 1 2 4 5 6. Để tầm 12 giờ. 1 2 4 5 6 7. Tại vì là cái có những mic chúng ta cần phải đưa lên tút lên trên này này mọi người này. Phần cái so có những lúc chúng ta đưa lên tới là khoảng 0 decibel á, còn có những mic chúng ta phải đưa phải giảm xuống, như cái mic sensor này, mic condenser nó rất là nhạy, cho nên là mình cái phần com này mình chỉ để 12 giờ thôi là nó đã nhận được rất là nhiều rồi, cho nên là mình không cần phải đưa phát lên maximum đâu, mình chỉ cần để khoảng tầm mức tầm 12 giờ này là ok rồi. Echo thì chúng nó sẽ có là nó sẽ từ 10, echo và reverb thì nó sẽ từ là 10 cho đến tới là 19. Chúng ta càng đưa lên từ nào thì cái độ lặp lại nó càng chậm từ đó. Cho nên khi mình test á, thì cái này để số 10 thôi là vừa rồi. Thực chất mình muốn nó nhanh hơn một chút, độ lặp lại nó nhanh hơn một chút nữa. Nhưng mà bởi vì cái điều kiện mixer thì nó sẽ có cái mặc định cố định, cho nên nó không điều chỉnh các cái thông số lẹ được. Cho nên là mình để ở mức số 10 đi. Đáng là được nữa thì mình giảm đi khoảng tầm mấy mili giây nữa thì nó sẽ ok hơn. Còn hiện tại thì mình alo mình thấy nó mic nó cái độ lặp lại nó hơi chậm quá. Rồi tiếp đến là phần reverb. Okay. Reverb thì chúng ta có thể là để reverb roam đây mọi người này, thì mọi người có thể để từ 70 lên tới 79. Mình sẽ test reverb luôn ha. 1 6 1 2 4 5 6. Và mình muốn đuôi để vượt dài hơn một chút thì mình sẽ đưa lên tầm khoảng ví dụ như mình đưa lên 78 chẳng hạn đi. 1 đó, nó dài hơn. 6 6. Như vậy là cũng là vừa rồi. Để có tầm rất mắt chơi đuôi vượt thì chúng ta để tầm 77 gì đó là ok rồi. 2 6. Đó, mức này là ok. Thì bây giờ mình sẽ hát reverb thử ha. 1, 2, 6, 7.
chiều nay mưa rơi âm thầm để thấm ướt chiếc áo xanh và đẫm ướt mái tóc em. Nếu xưa trời không mưa, đường vắng đâu cần tôi đưa, chẳng lẽ chung một lối về mà tớ quay đầu bước đi. Tôi đưa em sang sông, bàn tay nâng niu ân cần, sờ bên đất lắm gót chân, sờ bên gió buốt trái tim. Nếu tôi được đưa em thì chắc đôi mình không quên, định đường chung một lối về. Có đâu chiều nay tôi buồn, rồi thời gian lặng lẽ trôi, đời tôi là chiến binh đi khắp phương trời. Thì mình cũng test sơ qua một đoạn như vậy rồi. Nói chung là hệ thống nó được thông thoát hết rồi. Nói chung là ra tiếng rồi mọi người ạ. Thì bây giờ thì mình sẽ kêu mấy bạn đóng lại, rồi sau đó thì sẽ gửi ra ngoài Hà Nội cho khách hàng. Thì ra đó thì khách hàng nhận xong đó thì có những thắc mắc gì thì có thể là gọi trực tiếp video để chúng ta để trực tiếp mình sẽ hướng dẫn luôn. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ tạm ngưng clip ở đây. Thì mọi người thấy ok cho mình một like, share cho mình. Bye.